Hiện tại thì mình có tạo một cái group Facebook về cờ Liên Quân Garena cùng LNB Channel. Đây là cái link của cái group cờ Liên Quân cùng LNB của chúng ta. Anh em có thể bấm vào tham gia ở chỗ này. Và sau đó anh em nhấn vào cái chỗ thông báo tất cả bài viết. Rồi, nếu được thì anh em ghim vào nó luôn nha anh em, để cho mình có thể truy cập vào cái group này nhanh chóng nha. Rồi, ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng kiếm tiếp tục những cái đội hình mà để cho chúng ta có thể leo rank rủng các kiểu. Bây giờ là nó đang giới thiệu cho chúng ta những cái đội hình sát thủ cho Willian lên 2 sao, có Airy các kiểu luôn. Thì mình mua thôi, mua thì mình sẽ để lại 5 tiền nha anh em. Cái này thì mình nói thường xuyên đúng không, để cho những anh em nào mới chơi cái game này người ta biết, với lại anh em nào mà biết rồi thì anh em thôi biết thêm đúng không anh em. Rồi gặp cái con ba con quái này đánh xong thì hên xui nó cho mình khoảng 6 tiền, 5 tiền hoặc là có thể là 7 tiền mà mình có thể mua thêm. Thì sau kết thúc cái dòng này thì anh em nhớ để trên 10 tiền nha, để nó cho mình thêm hai lãi nữa. Rồi thêm một con Kirot luôn, Amelie luôn, Aeron luôn, cuộn chiến luôn, ghê thiệt. Phải nồi. Rồi nó cho mình quá trời luôn anh em, mình cứ mua đi. Rồi từ từ mình tính cái đường mà sử dụng những con tướng cho phù hợp với team. Hiện tại thì nó đang cho mình một cái con này, chắc mình cho vô thằng đây, thằng Matt với là thằng kia đi. Tại vì hai này nó kích hoạt được một cái đấu sĩ nữa. Rồi cho cái ông Willian đi móc xỉa người ta, không biết có được hay không. Thôi cứ tạm như vậy đi. Rồi nó cho mình một cái nữa là cái trượng hổng mang. Đây là một cái trượng rất là thích hợp đối với những anh em chơi hắc ám hoặc là những anh em chơi thú nhân, cho con Baina nó cầm vô cực kỳ ngon luôn anh em, rất là ngon luôn. Ban đầu anh em có thể build những cái đội hình mà anh em giúp cho anh em cứng trong cái giai đoạn ban đầu. Thì khá là may mắn thì mình cũng đã giết được cái anh kia không bị mất máu. Con mát lên được 2 sao, con mát nó sẽ được cầm cái trượng hồng mang. Khi mà chơi chiêu, tại vì cái chiêu của con mát này nó chiêu kéo dài anh em, nó không phải là chỉ gây một sát thương thôi, nó gây sát thương theo diện rộng với lại theo thời gian luôn. Nên là khả năng đối phương bị câm lặng sẽ rất là cao, 50% câm lặng đối phương. Thì nó chơi chiêu liên tục như vậy thì khả năng bị câm lặng rất là cao luôn. Mà quan trọng là nó phải sống để nó chơi anh tiêu nha, nó chơi không nổi anh tiêu là ngáo luôn á. Quay cái em ơi, đó, quay một cái thì con Emily bên kia nó chết. Nhưng mà còn con Baina không biết nó có chết hay không, tôi chưa biết luôn. Rồi, Baina nó không chết, team của mình chết queo, mất một cái. Rồi coi nó cho mình gì nữa, cho thêm hai dây te. Rồi mua một những cái con mà một vàng nên em cứ mua đi, mua xong rồi mình bắt đầu mình tính lại coi có nên lên cấp hay không. Hiện tại thì mình thấy cái team mình đang khá là không ổn, nên là thôi giữ dây lumi mình khỏi lên cấp. Nếu mà hồi nãy mà mình thắng thì mình sẽ đẩy cấp luôn, lấy thêm một slot nữa, lấy luôn 100 điểm, 100 máu. Mình có chuỗi, cái anh kia thì ảnh có được cuồng chiến với lại thêm thú nhân nữa, cuồng chiến ngay con Amelie nữa chứ, 2 sao nữa nên rất là mạnh luôn. Thì cái team này hiện tại chúng ta đang gặp đó chính là cái team hạng nhất, đúng không? Hạng nhất hạng nhì cũng là hạng nhất thôi, 100 điểm mà gặp cái anh này thì anh này ôi con này hơi trâu đấy. Quảng cái này em ơi, ok ngon. Nhưng mà hiện tại bên kia 2 sao, bên mình mới 1 sao thôi, có thể là mình hẹo rồi. Arduin của mình mà 2 sao thì nó sẽ tăng cứng hơn. Rồi bên kia nó có thêm kháng phép nữa nên là nó khá trâu. Rồi thô tiếp thì mình sẽ để 30 đồng nha anh em. Xong cái dòng này mình sẽ để 30 đồng. Để khi mà chúng ta được 30 đồng như vậy, chúng ta sẽ có được 6 lãi. Cái này là điều cơ bản quá đúng không? Anh em nào trên lâu cũng sẽ biết. Còn anh em nào mới tiếp cận với game này thì anh em lưu ý, đối với những cái trận thi đấu, những cái dòng đấu chúng ta mà trên 10 tiền thì chúng ta sẽ được tặng thêm 2 lãi. Cơ bản là 5 tiền cộng 2 lãi nên là 7 tiền. Đó, anh em cứ làm như vậy, anh em có thể bấm vô cái số tiền á, anh em sẽ biết được chúng ta được bao nhiêu tiền, cho chúng ta sẽ được bao nhiêu vàng khi mà chúng ta kết thúc trận đấu. Con mát chết queo luôn nè, hên là có Willian được cái kiểu á. Xui xui nếu mà những cái team của chúng ta nó quá yếu đi, anh em thiếu team á, quá yếu thì không đánh được, xong rồi cái con cuối cùng là cái con nhân ra đồ không có được luôn, ngáo luôn.
Rồi bây giờ nó đang giới thiệu cho mình thanh đồ nè. Đó, thanh đồ cái kiểu. Rồi sát thủ luôn. Cái trận này thì nó gợi ý cho mình sát thủ rất là nhiều nha anh em. Nhưng mà mình sẽ chơi thú nhân. Tại vì mình thấy thú nhân thấy ổn á. Cũng khá là ổn. Rồi vậy đi ha. Đó. Rồi thằng Willen 2 sao thì mình vẫn sử dụng nó nha anh em. Rồi cho thằng Matt nó cầm luôn. Cho nó cầm một cái ngọc lại pháp sư. Để mới vô nó có thể được một miếng mana. Thì nếu anh em không mana thì nó vẫn cho anh em 50% mana của anh em. Còn nếu mà con tướng của anh em nó vừa mới vô nó có mana thì nó sẽ lấy cái số mana của đó đó, nó sẽ tăng lên 50% nữa, nó sẽ cộng thêm. Rồi mình gặp cái team này, team hắc ám luôn, hắc ám sát thủ luôn, ghê thiệt. Team mình chỉ có 4 con thôi. Trời ơi bên này nó mạnh phải nồi luôn anh em. Mình thì chưa kích hoạt được thú nhân nên mình phải chịu thôi. Mình sẽ đánh theo cái bài thú nhân luôn nha anh em. Để coi cho anh em xem. Thú nhân nó vẫn rất là mạnh. Nó rất là mạnh chứ phải dẫn nữa. Nó rất là mạnh luôn. Và bây giờ là mình có luôn ông già Init. Cái trưởng hỗn mang cộng với ông già Init mình cảm thấy nó cực kỳ hợp luôn. Lý do tại sao ông già Init nó kích hoạt được cái thánh đồ. Thánh đồ đi chung với con giòn á. Ông già Init với là con giòn nó kích hoạt chung. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta được một cái. Đó chính là khi mà đánh thường thì cái con Init hoặc là con giòn kích hoạt được thánh đồ nha. Thì tụi nó sẽ có khả năng gây cho đối phương bị câm lặng hoặc là đối phương bị giả giới. Câm lặng là đối phương sẽ không có chơi chiêu được, và giả giới là đối phương sẽ bị đứng yên, đối phương không đánh thường hay là làm bất cứ cái gì luôn đó. Vì vậy là cực kỳ lợi hại luôn. Rồi mình sẽ cho con Kyros nó vô, tại vì Kyros nó 2 sao cho vô luôn. Ông này là đồ cũng hơi kinh luôn rồi. Cà phê này đồ hơi kinh á. Ôi nó bắn hoài luôn, sát thánh nè. Không phải sát thánh nhưng mà bắn cực kỳ ghê. Rồi chết luôn. Chết không sao nha anh em, mình cố gắng mình chết, mình bị trừ một vài máu thôi, đừng có để bị trừ rất là nhiều. Trừ nhiều quá mình không có thể mà mình dậy được á. Kiểu giống như là dậy chết á, nghe anh em thường nói vậy, mình không thể dậy chết được là mình thua đó. Chết luôn á anh em. Rồi bây giờ là mình đang có team của mình bây giờ là nó ổn rồi nè. Hiện tại thì nó đang có 4 con, 5 con hay sao, 6 con hay sao luôn. Cố gắng up cấp luôn nè. Đây, trong này vô. Tròn này qua đây. Này, ok. Mình có 2 con thú nhân. Rồi, kẹp theo cung thủ. Có một thằng tăng nữa. Ổn rồi. Bây giờ ổn rồi nè. Rồi, thằng thánh đồ thì nó đánh thường, nó sẽ làm cho đối phương bị câm lặng hoặc là giả giới. Thì mình có thêm một cái nữa là cái trường hỗn mang trong nhà Init. Thì ông nhà Init nó chơi chiêu thì đối phương sẽ có khả năng bị câm lặng thêm lần nữa. Mà đối phương bị câm lặng thì những cái con tướng hàng đầu của đối phương, ví dụ ban đầu anh em gặp những cái con tướng như là con Malok hoặc là những con tướng con Badum, con Kred nữa, bây giờ nó có khả năng nó chơi chiêu đúng không? Đó, ông già của chúng ta nếu đủ mana nó sẽ làm cho đối phương bị câm lặng, đối phương sẽ không chơi chiêu được. Lúc đó là cực kỳ lợi hại luôn anh em, rất là lợi hại luôn. Cái trận hỗn mang anh em thấy vậy chứ cực kỳ lợi hại. Hoặc là anh em có thể cho con Mana nó mang cái trận hỗn mang này, khi mà Mana nó có chiêu á nó sẽ dội cho những đối phương xung quanh đó. À, những cái con chủ lực mà nó bị dội thì nó bị tuôn lại đúng không? Xong rồi cái nó bị câm lặng nữa. Đúng kinh luôn á anh em ơi. Rồi mình có đủ 4 thú nhân rồi nè. Giờ chắc mình ghép vô cho thú nhân luôn á anh em ơi. Đó. Khi mà chết những cái con thú nhân nào đó thì toàn team của mình sẽ tăng được 20% chỉ số, tốc đánh, máu hoặc là những cái mà gọi là cái đam đụng các kiểu. Lên được 4 con thú nhân là quá ngon rồi. Team mình level 6 bây giờ là mình giật ngựa là ok đó anh em. Mình laptop được rồi đó. Nhưng mà tự nhiên chơi vô con Arduin bên kia thì hơi bị tốn thời gian tí. Ông già thì mình cho cầm cái sách thánh. Tại vì sao? Ông già nó có khả năng hồi mana nhiều thì nó sẽ tôn đối phương hoài. Mà tôn đối phương hoài đối phương bị chón, chưa kể là cộng với cái món đồ là trưởng hỗn mang nữa. Đối phương vừa bị chón mà đối phương vừa bị không được chơi chiêu nữa, cực kỳ tức luôn anh em. Rồi cái nó kích hoạt thêm thánh đồ nữa, lâu lâu đối phương không, nó bị giả giới nên không đánh được nữa, rất là khó chịu luôn á. Rồi bây giờ là mình cố gắng lên con Baina 3 sao luôn. Nó đang gợi ý cho mình Baina lên 3 sao kìa, không biết có lên nổi hay không. Trận này là chúng ta cố gắng lên vàng tăng của chúng ta 2 sao nha anh em. Nếu mà 1 sao thì nó rất là yếu, mà vàng tăng của ta mà chết sớm một cái thì nó sẽ ập vô cái vàng phía sau của chúng ta. Vì vậy là mình thường để con Resist với lại con Kyros nó lên 2 sao, chứ mình ít để nó mọc sau đó anh em. Để mọc sau nó rất là nguy hiểm. Chưa gì hết nó vừa mới vô nó chết queo thì đối phương sẽ nhào vô nó quất mình liền. Đó là nó quất vô cái vàng AD của mình á, vàng chủ lực của mình là thua luôn á. Đánh con này thì nếu mà có bà đâm anh em kéo vô nha. Ồ cái này ngon nè.
cái dấu hôn tàn cực kỳ lợi hại cho con Jon luôn. Có thì anh em cứ giữ. Rồi những cái con tướng mà anh em có thể giấu như là con Naroth nè, con Preyta nè, mình thường giấu những cái tướng đó tại vì anh em sử dụng con Naroth rất là nhiều. Ngoài team sát thủ thì team hắc ám sử dụng Naroth rất là nhiều. Rồi mình giấu luôn con Preyta tại vì con Preyta team hắc ám sử dụng, team hắc ám về sau rất là mạnh nhưng mà ban đầu ít người chơi lắm anh em, bây giờ đi đâu cũng thấy thú nhân hết trơn á. Vì vậy là anh em phải cố gắng chơi hắc ám thì mình sẽ build cái team nào cứng cáp giai đoạn ban đầu, sau đó mình sẽ bắt đầu mình roll, mình chuyển team, cái đó mình nói sau. Rồi bây giờ là cái anh này là sáu thú luôn, vãi nồi thì trời ơi, sát thủ không, thú không. Dạo gần đây thì mình thấy cái con bài mà sát thủ mà cộng với nguyên tố rất là nhiều nha anh em. Nguyên tố mà đi nguyên tố 4 á là cái con Lumbo nè, Azenka nè, Zeal nè, rồi thêm một cái con Chauna nữa, cực kỳ khó chịu. Rồi gắn một cái sách thánh đúng không, một vuốt hung tàn, một cái sách chi hồn cho con mắm Azenka, khống chế cực kỳ khó chịu luôn. Rồi với một cái con bài nữa đó chính là chơi thú nhân mà theo cái kiểu mà nguyên tố nữa chứ, trời ơi vãi nồi luôn. Tôi không, tôi bất ngờ với những anh em đó, rất là hay luôn, chơi những con bài rất là dị luôn. Nhưng mà vẫn tốt nha, vẫn phải quy tốt. Nhưng mà những con bài về sau như là những cái hình như là thú nhân, những đội hắc ám về sau chuẩn á thì vẫn có khả năng win những cái team đó bình thường. Vì vậy là nếu mà chúng ta trùng quá nhiều đội hình, anh em có thể lấy những cái đội hình gì vậy như vậy vào để chúng ta chơi thử. Chứ không thôi là không có đội hình top 8 là hơi bị toàn ra. Trời ơi bây giờ là mình leo rang 800 điểm thách đấu mà mỗi lần mà top 8 nó trừ 30 mấy điểm, mà mình hạng nhất á thì nó cộng cho mình có mười mấy điểm thôi anh em, cực kỳ kinh dị luôn. Ôi rồi cái trận này tự nhiên mình gặp anh này rồi, cái hai đứa đứng nhìn luôn, phải thiệt. Cái này mình không hiểu là lắc hay là hắc nữa, này là mình không biết. Lâu lâu thì mình gặp những cái tình trạng mà mình đánh người ta, người ta không đánh mình, thì hoặc là người ta đánh mình mà mình không đánh người ta luôn. Ở cái đó thì mình nghe nói là hắc hay sao á, nhưng mà anh này cũng không biết luôn. Thì giờ mình để coi mình với anh này có bị trừ điểm hay không nha. Anh này đang có 2-3 con 2 sao, mình có 2 sao nhiều hơn. Nếu mà có trừ điểm thì anh này chắc trừ điểm hơi bị ác luôn đó anh em. À không bị trừ điểm luôn. Ờ vậy là nó có lỗi hay sao rồi đó anh em. Ba đâm luôn nè. Thiếu ai? Thiếu Phoenix. À thiếu Phoenix nên là 6 luôn mày. À, giấu con Richter nè. Đó Richter con bài cực kỳ quan trọng của team hắc ám, phải giấu vô. Rồi coi lại đây, một team hắc ám hạng nhất nè. Ghê. 3-2 team sát thủ, 3 team sát thủ nguyên tố luôn. Sát thủ nguyên tố nó sẽ tăng, nếu mà nguyên tố 4 nó sẽ tăng cho toàn team luôn. Ghê không? Rồi bây giờ anh này cầm Preyta để hàng 2 nè. Anh này 2 Preyta luôn, kinh dị. Anh em biết tại sao mình để con Resist nó qua bên cánh trái nữa không? Tại vì tránh trường hợp con Resist nó lên hàng 2. Ê con Preyta bên kia lên hàng 2, nó phà vô cái con chủ lực của chúng ta là con Jon với lại con ông già, cực kỳ nguy hiểm nha. Bây giờ là mình phải để con Resist nó thòng chỗ đó. Gặp cái team này thì mình có thể ăn được, tại vì hai chủ lực của mình đang còn rất là khỏe luôn, không ai làm gì hết trơn, thấy không, rất là khỏe luôn. Con Jon mình có cái liềm với chiếc trò ngon lành luôn, tìm quá ngon anh em. Team này giữ máu rất là tốt luôn. Nếu anh em lên được 4 thú và cộng hai cái con mắm này, mà hai con mắm này nó lên được 2 sao nữa, toàn team lên 2 sao là anh em sẽ có top 4, mình đảm bảo luôn, toàn team 2 sao sẽ có top 4. Còn nếu mà lên chậm quá thì coi như anh em sẽ out top 8 luôn anh em, là chết ở top 8 luôn á. Cái đó là cũng hên xui nha anh em, cái này là mình thấy cũng hên xui. Nên là anh em cố gắng, nếu mà team của mình mà lên thú nhân 4, anh em cố gắng cho nó lên 2 sao hết đi, để cho team của mình nó mạnh mạnh, nó châu châu một tí. Rồi chủ lực của mình thì có đồ, không có đồ đam thì cũng có đồ thủ, để cho chủ lực của mình nó châu một tí. Hiện tại thì mình vẫn chưa có sách chi hồn luôn em, phải nồi luôn. Bên đây người ta đang chơi đó chính là chơi ma tộc, nhưng mà xóa ma tộc rồi, hai ma tộc vô thì nó xóa ma tộc. Mình đang đánh vô con ba đâm, không cho ba đâm ấm mộ luôn, anh em thấy không, khó chịu kinh dị luôn. Rồi bây giờ là cái con ma nóc bên kia, ôi nó tung dưới đường, đừng cho chơi vô, đừng nó không cho chịu được. Nhưng mà mình không có được cái sách chi hồn, mình đánh như gãy ghẻ vậy anh em, rất là khó chịu luôn. Không sách chi hồn là mình đánh với là những anh thú nhân khác rất là khó, tại vì người ta rất là trâu, mà người ta đã giết cái dàn tăng của mình này, dàn tăng của bên kia nó cực kỳ cứng luôn, dàn tăng của mình đâu chịu nổi đâu, nên là chết queo. Đó, người ta xuống đập mình liền. Rồi mình không có được cái sách chi hồn nên là bắt buộc là mình phải để cái con Preyta với lại con Naroth nó vô, nó đánh hàng nó giống như là một sách chi hồn vậy đó anh em. Rồi bán Richter đi,
lấm cái con mà lóc vô đó. Rồi vậy đi ha, nếu mà chúng ta đang có con ba đâm trong tim thì nhớ kéo ba đâm ra nha, không có sách chỉ hồn đánh khổ lắm á, đã khổ rồi nó còn ấm một cục tình là ngáo luôn á anh em. Thì cái con Brita này mình cho nó mang cái ngọc đại pháp sư để mới vô nó trên tiêu liền luôn. Còn cái sách thánh này thì mình cho nó khi mà nó đánh thường đối phương á thì nó có thể hồi mana nhanh, còn cái nó chơi cho chiêu lẹ thôi, chứ thực ra là ngọc đại pháp sư đã đủ mana dành cho con Brita rồi. Rồi bây giờ cho thằng John nó cầm cái hút máu luôn rồi đó, ok đó. Giờ cho thằng Kret vô, rồi vậy đi, giờ mình sẽ cố gắng đẩy cấp nhanh anh em ơi, chuẩn bị là ra thêm một thú nữa đó. Tôi thấy là tôi thấy nghi nghi vậy đó. Rồi vậy đi ha, đó thòng cái con ba đâm vô. Ba đâm thì hên hên thì nó chơi chiêu được với bên kia cũng ok. Chỗ này cho mình bán một đi, bán cái hàng Brita đi đi. Rồi rồi cái không ra gì luôn, không ra gì luôn, phải nồi chè đẩy cấp luôn nào. Ok chắc đẩy thêm cấp đúng không, đúng không, đẩy cái mình bán đi, bán một thằng đi, đẩy cũng được. Giờ giờ là team mình là vậy là khá ổn rồi anh em. Đó nó thòng qua bên trái nha, nó thòng qua bên trái thì nó sẽ không dính con init với lại không có con dính con giòn của mình cũng không sao, cái đó mình không quan tâm. Đó cái đó mình không quan tâm, mình chỉ cần là hai con này của mình là nó không bị dính, hai chủ lực của mình nó không bị dính đam từ bên kia, càng sớm càng tốt. Đó tuôn các kiểu nè, tuôn lại đó, cho thằng giòn nó xử. Thằng giòn nó chưa có sách chi hồn, nó đốt không được bao nhiêu anh em, đam khá là yếu, phải có sách chi hồn mới ngon. Chuyện này có thể là mình đánh không sách chi hồn luôn rồi anh em ơi. Ờ đúng rồi, nó không cho mình ra sách chi hồn luôn kìa. Vãi nồi chè chưa, lấy vương chân trôi luôn ha. Giờ là mình đang có một sách thánh này, một liềm luôn. Nếu mà chúng ta Ron ra được con Volcat thì cho Volcat vô luôn, sách thánh liềm luôn rồi, đúng không, quá ngon luôn rồi. Rồi Caret đây, này cho con này vô, kích hoạt cái phù thủy. Đó bán này đi, Caret vô Ron cái, không có, không có gì luôn, phải nồi chè luôn anh em ơi, chua luôn rồi đó, chua lè luôn rồi đó anh em, phải nồi thiệt. Anh em đang xem trên màn hình top 5 đội hình mạnh nhất cập nhật ngày 7 tháng 5 2020, nếu anh em nào không biết leo rank bằng team gì anh em có thể tham khảo cái video này, và video này nó sẽ xuất hiện ở bên dưới khi mà kết thúc cái video này, nó sẽ xuất hiện, anh em có thể vào xem nha. Rồi đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Rồi anh này là gặp anh này là thua rồi, ổng ma tộc ổng mạnh quá, ma tộc mà con kia hai luôn mới ghê chứ. Chắc bán một con đó chính là con rồi 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 ô ba sao ô Volcat luôn nè, ok ngon luôn rồi nè anh em ơi. Rồi ổn rồi đó, nhà của mình lên 3 sao khá là sớm nên là cực kỳ ngon luôn, cho Volcat vô luôn. Volcat vô thì cho nó quýnh quýnh xíu cũng được, cho nó đồ luôn anh em, đây cho cái liềm luôn đó. Rồi bên cái này thì thôi vậy đi, để vậy đi. Rồi đó cái con Volcat của mình giờ độ thế giới đó, giờ mình sẽ cho lên luôn, gặp team sát thủ. Ây da căng à, dạ 3 sao rồi, dạ châu kinh luôn anh em. Volcat mình đang bị khống chế bên kia kìa, khổ ghê chưa, gây ra rất là nhiều thời gian cho bên kia luôn, quá ngon luôn rồi, hay quá hay quá. Rồi team mình đang giật lại nha, ok ngon, ok ngon luôn rồi nè. Bây giờ là mình đang thiếu một slot con Phoenix, con Phoenix nó vô cái nó là ngon luôn, cố gắng đẩy cấp luôn nào anh em ơi. Ơi con này ba 2 sao, 2 sao cái kiểu rất là nhiều Brita luôn em, ui Liliana cái kiểu đó kìa, ghê thiệt. Ông này luôn sát thủ cái kiểu rất là dữ dội. Đây ba đâm rồi, đẩy cấp. Bena mình chưa lên 3 nữa ta, Bena lên 3 cho châu em ơi. Gặp cái anh này sát thủ Susano, Susano, ui sát thủ nó gặt cái con AD mình rồi kìa, trời ơi bên mình thì ui nguy hiểm vãi, rồi AD mình chết rồi. Thôi nhưng mà không sao, mình vẫn còn Volcat nha, Volcat nó vẫn win được nha. Rồi con già mình chết luôn, Volcat mình không biết ăn được hay không. Ừ còn Volcat hay quá hay quá, cố lên dậm lên cái Volcat một thì cái thời gian bất tử nó cũng khá nhanh nên là chúng ta cũng hên xui lắm anh em, có khi ăn được có khi không, dậm lên cái. Rồi hai ông chắc kiểu này là hai ông chết chung luôn rồi, hai ông chết chung bị trừ điểm nhau, vãi nồi chè.
Ok, kéo vô, kéo hàng Kuros vô, như cái hàng ba đâm vô nha, mất công ấm một của tình mệt đó. Rồi cái không gì hết. Đây, ba đâm hai nè. Ok đó anh em. Ấy, vãi nồi quên nữa. Trời ơi, vãi nồi luôn. Mình hơi lố anh em. Chắc bán này đi. Hơi lố một tí. Không thôi là nếu mà để 29 vàng mình chỉ được có 4 lãi thôi. Cố gắng kiếm thêm con Phoenix anh em, lên chính luôn. Lên chính luôn cho đẹp luôn, team mình mạnh luôn á. Đến tận bây giờ vẫn chưa có sách chi hồn luôn, ghê không? Mana khá là ok nha. Nhưng mà không có sách chi hồn, mình gặp những cái ông thú nhân thì hơi quải. Rất là quải luôn chứ không phải hơi quải nữa. Không đánh vô máu tụi nó được, khổ lắm anh em. Khổ kinh dị luôn á. Ok, cái gì đây? Đầu thủ luôn. Thôi lấy cái này giáp ga luôn. Kháng phép. Hay là lấy phản đam đi. Phản đam thì dạo gần đây thì mình thấy phản đam cũng khá là ok ấy. Giờ bên đâm cái kiểu nè. Này à, đây phản đam. Này trong già nha. Già đâu? Trong già hút máu tí anh em. Nếu mà có thêm cái vuốt hung tàn nữa trong già mạng cũng ok. Ui mà tập mà lóc cái kiểu. Giờ là người ta để con ui Vega 3 sao luôn kìa. Ok, Vega 3 sao thì mình thòng cái con Vorkas mình đối diện với Vega luôn, cho đánh Vega luôn. Được á, được á. Thì ok. Rồi, chúng ta để coi gặp ai đây. Gặp anh Vega. Dữ dội. Đập lâu nào em ơi. Tôi nói cái. Mình ok. Tiếp luôn. Bên kia bên trái của mình đang gây ra đam cho bên kia rất là dữ dội luôn kìa anh em. Tôn tụng các kiểu rất là dữ dội luôn. Hay quá, hay quá. Ok. Dữ rồi, dữ rồi. Tôn được rồi nè. Bên kia đang bị câm lặng nè, nhưng mà nó trâu quá. Tôn rất là Tôn nó bệnh luôn á anh em. Đó, tôn bệnh luôn á. Đó, ghê chưa? Trời ơi, vừa tôn mà vừa câm lặng nữa, hơi bị ức chế đó nha. Đây mana tiếp nè. Mana. À, chắc lấy mana. Nếu này ra quân chân trôi lấy luôn. À, quân chân trôi nè. Đó. Rồi, bon cát luôn. Đó, bon cát đang làm rất là tốt nhiệm vụ nha anh em. Nhưng mà quân chân trôi nó chỉ có tác dụng trong 15 giây đầu thôi. Hết 15 ơi, có Phoenix nè. Hết 15 giây là vẫn bị tôn bình thường nha bà con. Nên là chú ý nha, sử dụng cái đó cũng hơi bị kinh dị đó. Rồi, cho Kret luôn. Ok đó. Sáu thú. Con bài rất là bình thường. Đúng không anh em, một cái team rất là bình thường. Rất là bình thường luôn. Nhưng mà chúng ta phải sử dụng như thế nào cho đúng, cho chính xác để giúp cho team của chúng ta nó mạnh hơn. Ui, củi cà phê đi nó mạnh ghê vậy. Ui, nó đốt kinh dị luôn anh em. Phải nồi. Ui, con Breta nó. Ui, phải nồi. Ở Breta khạc, khạc chật này. Mày hay bưởi. Rồi, chết đi em ơi. Tỷ bạn lên đường luôn. Mày thì cà phê đi cái kiểu. Một sát thủ lên dĩa. Còn sát thủ, hai sát thủ nữa. Căng à. Kiểu này hãy căng anh em. Không có gì luôn. Ê, bên nào 3 sao ngon rồi nè. Ok à, khỏe rồi đó. Giờ mình khắc khỏe anh em. Ông này là sát thủ ám. Ông này là ma tộc. Ông này ám, ám. Thú nhân ma tộc. Ông này là sát thủ nguyên tố. Căng ghê ta. Con Volcat mình không lên 2 là hay mệt đấy. Rất là nhiều người sử dụng Volcat luôn rồi kìa anh em. Ghê thiệt. Ghê quá, ghê quá. Ma lóc rất là dữ dội luôn, quá trời luôn. Khổ ghê. Kiểu này cho con ba đâm chuyển về. À, mà lóc nó để hàng trên mà. Để hàng trên thì mình sẽ để ba đâm cho xuống. Ông này ông nhảy liền. À đúng rồi, ông nhảy liền nè. Đó, mất chiêu liền. Hay không? Đó, anh em phải bắt bài người ta ở chỗ đó đó. Đối phương mà có mà lóc ui, nhưng mà ui nó đẹp. Ui nó đạp đẹp. Ôi, nguy hiểm, nguy hiểm. Tôi lại giết nó. Ừ ăn được. Hay. Ôi nhưng mà lóc nhảy. Ừ nhảy hụt. Ôi nó nhảy rồi. Ôi nó nhảy vãi nồi thiệt anh em. Ông lại. Ôi đủ thời gian chơi nữa không vậy chơi. Nhảy thêm cái nữa nha. Ừ. Tôi nhảy thêm cái là hơi mệt đó nha. Tại nhiên hai đứa thua luôn, sập nắp luôn á. Ê ma lóc nè. Chắc mình mua vô anh em để mình lại, mình ém lại. Bây giờ là team mình vậy là quá ok rồi đó. Mình chỉ cần là mình giấu những cái con chủ lực của đối phương. Đối phương cần ma lóc thì mình giấu ma lóc. Ông Vega nữa kìa, công kê lên chính nè. Ông kỳ thủ Minh Tấn nè. Ghê thiệt. Ông này nữa hả.
căng thẳng ghê ta. Đây, tìm hắc ám đây. Hắc ám thợ săn quỷ. Ok. Âm nó xuống không kịp anh em ơi, nó chơi chiều lẹ quá. Rồi bây giờ cái thằng Aeron nó đẩy vô, hay Aeron chết. Volcat của mình đang gánh team. Volcat đang chặt rất là dữ dội. Volcat giảm, hay quá, Volcat hút đam hết trơn luôn. Hay, ăn được. Ok, tiễn luôn không? Tiễn bạn lên đường luôn. Hay quá, một nhà hắc ám lên đường. Vậy là khả năng chúng ta sẽ có Volcat được đó anh em ơi. Rồi bây giờ mình đang hạng nhất luôn rồi, anh kia bị thua luôn. Ok, ngon lành đó. Đó, cái team mình nãy giờ không ra sách luôn nha, bãi nồi chưa. Nhưng mà vẫn win được nha, vẫn có khả năng win đấy, vô top 4 được đó nha anh em. Team mình bây giờ là ngon rồi đó. Rồi, thôi, hết rồi. Rồi cái, có gì mình sẽ bán con resist cũng được. Sát thủ nè, thú nhân 3 con, một hắc ám, thêm một sát thủ, nguyên tố. Căng thẳng đây, căng đây. Thì căng đấy, hay căng đấy, không đùa được đâu. Không có sách, đánh con này quải chạy đậu luôn. Ừ, đúng rồi. Có một cái mẹo nhỏ nhỏ, nếu như anh em dư tiền, như lại là dư chỗ trống nha. Nếu mà team của chúng ta mà không có sách, mình chơi thú nhân đúng không? Anh em mua một con hắc ám, hai con hắc ám, kích hoạt được hắc ám. Hắc ám 2, nó sẽ đốt đối phương, giống như là của cái sách chi hộp. Đó, nên anh em lưu ý nha. Mấy anh này thì hai anh cuối là ảnh hết tiền rồi. Rồi hết tiền luôn. Cho ra đồ hũ luôn rồi. Lấy cái này luôn quá. Lấy cái giáp ra đỡ đam. Hay à thôi lấy cái này đi, cho phản đam luôn. Quê rồi. Bái nồi thiệt. Master tèo. Rồi, dâu hết đi. Dâu hết luôn. À, cho mày ổng chết luôn. Giờ cho Gret luôn. Gret cho châu anh em. Tìm sát thủ đây, căng phết đây, thiệt luôn á anh em. Rồi, để vậy đi. Anh này cũng căng. Ui. Thẳng đấy. Kéo lên. Đó, mình giấu con Bedum để cho mấy ông kia ổng không biết mà là mình sử dụng Bedum. Ấm xuống luôn. Nhưng mà nó vẫn nó không bắn được nữa, hay quá. Rồi, giết nó. Hay. Con Volcat của mình làm rất là tốt bên cánh kia luôn mày. Bên cánh phải của mình đang rất là tốt. Mình chỉ cần làm cánh trái thôi. Đó, hay quá. Ok, rất là ngon luôn em ơi, rất là ngon luôn. Ổn rồi đó. Một ông đi bụi kìa. Vậy còn top 4 đúng không? 5 người, còn 5 người. Đây, trời ơi, đồ phép đây. Thôi chắc lấy đồ phép thôi anh em. Mình không lấy sẽ rất là ổn luôn. Đồ phép nó đánh vô những ông thú nhân kia. Trời ơi bây giờ mới ra đồ phép phải nồi chè. Cho bay đâm ha. À cho bay na đi. Cho châu tí nè. Trời không ra con Volcat cho mình luôn á. Volcat đi. Ui ngon nè. Bán. Volcat ngon quá trời. Đây Volcat ý ngon. Ui mà lóc 2 luôn. Bán này đi. Bye bye này. Ui ông kia ông dần khè luôn rồi. Bái nồi chè. Ui ghê vậy. Ông thuốc. Ui ấm lộn rồi ông nội ơi. Ông ấm con chào nè chứ. Thôi nhưng mà kệ đi. Rồi ông già của mình đang có sách nha anh em. Đánh khá là ok nha. Ông già mình chơi theo cái dạng mà chơi tu lan á. Tu lan thì đốt người ta nhiều. Ok ổn nha. Được. Ok hay. Rồi. À, anh em thấy không, cái con Azenka kia nó chơi chiêu rất là khó chịu luôn. Rồi vậy là còn mình với lại anh sát thủ thôi. Cực kỳ nguy hiểm. Thánh đồ rất là mạnh nha anh em, rất là mạnh. Kết hợp với Volcat là cực kỳ mạnh luôn. Yêu cầu phải có đồ nha, không có đồ thì hay toan tí. Vega. Giờ mình kiếm con Volcat thôi anh em ơi. Cho mình run luôn quá. Chứ giờ nó hết rồi. Ơi con Phoenix phải nồi. Giòn nè, giòn lên 3. Caret. Giòn, giòn lên 3 được. Đó cũng không Phoenix lên 2 luôn. Thôi cãi đi bỏ đi anh em. Phoenix trước sau nó cũng chết chứ tìm sát thủ à. Nên lên 3 nó cũng chết mà nó chi là lên 2 đúng không anh em? Lên 3 em ơi. Trời không ra luôn, ổn ghê ta. Ông này ông ở đây hả? Rồi thôi, ok. Thì mình quất thôi. Gặp thì đẩy vô thẳng vô đầu ông thôi. Caffany nè. Ơi ông nó chuyện chơi được anh em ơi. Ôi con già của mình chết queo luôn nè. Giết nhà mình rồi, ghê vậy. Ôi căng vãi.
giết nó em ơi. Hay 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 hay, cố lên hay 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 hay, rồi cố lên solo luôn nào, solo luôn để coi ai ai mạnh hơn ai. Cố lên vân cát ơi, nãy giờ là ô hay ăn luôn vậy. Bãi nồi, trời ơi ghê chưa đó, cái team thánh thú, nói chung là thánh thú kẹp vân cát rất là mạnh luôn anh em, cực kỳ mạnh, anh em nên chơi đi. Và nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh MB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái đầu cái chuông kế bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn lại các bạn trong những video lần sau. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.